Xin chào tất cả quý anh chị các bạn đã trở lại với kênh của Đúng Như Xe 365. Ngày hôm nay thì Tuấn cùng Đúng Như Xe 365 lời đầu tiên muốn gửi tới quý anh chị các bạn một lời chào, một lời chúc sức khỏe và mong mọi người tuân thủ theo quy định 5K của Bộ Chính phủ để có một sức khỏe tốt. Và ngày hôm nay thì Xe 365 cùng với Tuấn sẽ muốn mang tới chiếc xe Toyota Vios phiên bản phiên bản số tự động. Thì nguyên bản từ nhà máy về nó có chi tiết và những cái được trang bị nội thất ngoại thất như thế nào thì Tuấn muốn giới thiệu cho quý anh chị của các bạn. Rồi đầu tiên thì về cái thông tin tôi sẽ chia sẻ ở đây là đầu tiên là về cái những cái thông tin về xe này là một này. Thứ hai là thông tin về nếu quý hàng quan tâm là thông tin về trả góp này. Thứ ba nữa là sẽ là chương trình giảm giá hay là khuyến mại mà cái thời điểm nó cũng rất là khó khăn, thời điểm tháng 8 này. Ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8 thì tôi sẽ mang cập nhật hết tất cả các thông tin đó ở clip này cho quý anh chị các bạn. Rồi, đầu tiên mọi người có thể nhìn thấy đây, tôi sẽ đi về chi tiết về xe Vios E số tự động này của chúng ta. Mọi người có thể nhìn thấy với cái chiều dài là 4.425 này, chiều rộng là 1.730 và chiều cao là 1.475. Xe thì có chiều dài cơ sở là 2.550mm ạ. Và xe sử dụng động cơ 1.5 với cái công suất cực đại là 107 và mô men xoắn cực đại là 140Nm. Đó. Tôi sẽ chia sẻ về cái đây, những cái trang bị mọi người có thể nhìn thấy đây. Hệ thống đèn thì phiên bản E số tự động cũng đã được trang bị, đó là hệ thống đèn halogen. Đèn hệ thống đây là hệ thống đèn chiếu gần nhá. Dạng projector này, hệ thống đèn chiếu xa này. Và có những giải đèn LED, giải đèn dummy này. Còn quý vị anh chị, phía dưới này cũng được trang bị dụng hệ thống đèn sương mù dạng LED rồi ạ. Và cái phần cản trước của xe thì được thay đổi thiết kế theo cái xu hướng một vài cái dòng xe hạng sang của Toyota, đó là dòng xe Lexus, với cái bộ mặt cản trước nó trải dài ra hai bên và mở rộng ra, nhìn chiếc xe của chúng ta khá là thoáng và thể thao hơn. Đó là về phần đầu xe. Về phần hông xe đi, tôi muốn chia sẻ cho quý anh chị các bạn về nguyên bản nó có gì nhá. Xe ở đây thì chúng ta sử dụng cái hệ thống lốp là Bridgestone này. Ở đây thì tôi sẽ chia sẻ với thông số lốp là 185/60R15 và chúng ta sẽ được sử dụng phanh đĩa thông gió ở phần trước. Phía trên này thì có cặp gương chiếu hậu thì chúng ta đã có sinh nhan tiết ở trên gương nhé. Và gương đã được chỉnh điện, gập điện. Đó, cũng có những cái cánh hướng gió nhỏ ở đây. Rồi bên hông thì tôi thấy ở đây tay nắm cửa cùng màu thân xe. Màu này là màu bạc nhé thưa quý anh chị. Rồi đến phần đây là mâm sau. Đấy, thiết kế cái mẫu mâm thì tôi thấy là màu đen xen lẫn với màu bạc nhìn nó khá là thể thao và thay đổi trẻ trung hơn. Rồi, tiếp tục là phần đuôi xe đấy ạ. Ở đây thì phần đuôi xe tôi thấy những trang bị đầu tiên là chúng ta sẽ có vẫn được trang bị là cảm biến lùi này là một này. Thứ hai là đã được trang bị ví dụ cả mắt camera lùi phía sau đây rồi. Đây là bản E số tự động thưa quý anh chị. Rồi đó. Để Tuấn mở cốp ra cho quý anh chị các bạn được ngắm nhìn nhá. Rồi đây. Đây là hệ thống cốp của xe. Phía sau thì chúng ta sẽ có những cái độ dụng cụ tháo lắp đây. Và lốp dự phòng bằng với lốp chính. Hàng ghế thứ hai Tuấn sẽ cho nó có thể gập được xuống, giúp quý anh chị có một cái không gian mà ở trên cái bản E số tự động này rộng hơn để mình để đồ nếu mà nó lịch kịch dài. Đây, nút bấm ngay phía trong đây này. Gập xuống nên là cái khoang hành lý vẫn hàng ghế thứ hai rất là rộng. Thoải mái cho quý vị các bạn nếu mà cần để đồ mà khi mình không sử dụng hàng ghế thứ hai. Đó là về nguyên bản của xe. Rồi, tiếp theo là Tuấn sẽ đi về với cái phần nội thất bên trong xe cho quý anh chị các bạn được biết. À đây nhá, nó có những cái lẫy khóa móc khóa trẻ em này, mọi người lưu ý. Khi mà gạt xuống này thì bên trong không thể mở được cửa ra, mà khi đó chúng ta phải ra bên ngoài. Đó là phiên bản E số tự động, xem nó được trang bị những gì đúng không ạ. Rồi tiếp tục đến hàng ghế đầu tiên về phần nội thất đi. Tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị các bạn. Vâng, đây là nội thất bên trong xe mà Tuấn đang ở bên trong rồi. Thì nội thất thì đã được trang bị là ghế da này, màu be này, nhìn khá là toáng và thể thao. Và thứ hai nữa tôi muốn giới thiệu đây là cái vô lăng của xe đi. Vô lăng của xe đã được bọc da rồi, ba chấu như này. Nhìn khá là gọn gàng và đơn giản thiết kế. Chúng ta sẽ có những cái nút điều chỉnh chuyển kênh, chuyển bài, tăng giảm âm lượng và các chế độ lái của các chế độ nghe của màn hình DVD. À đây màn hình giải trí nhá. Màn hình giải trí này thì 7 inch thì đã được tích hợp với như Android Auto và Apple CarPlay. Ví dụ hay MP3 đầy đủ các tính năng. Tiếp theo là sử dụng hệ thống điều hòa, đây là điều hòa chỉnh cơ.
Đây, ba cái nút bấm được màu bạc này cũng rất là dễ chỉnh được ạ. Về nhiệt độ này, về tốc độ gió hay hướng này. Ở phía dưới của chúng ta đây là một hộp số sử dụng hộp số CVT. Thiết kế kiểu zig zag như này, mạ bạc và được ốp da đây. Đó là về cần số. Đây, có những cái ổ cắm sạc 12V 120W này. Tôi xin chia sẻ. Ở đây chúng ta sẽ có hệ thống đèn là đèn auto nhé, thưa quý anh chị. Lấy gạt auto này. Để gỡ mưa này. Và xe chúng ta nếu cái bản E số tự động này là vẫn là sử dụng chìa khóa cắm, thưa quý anh chị và các bạn. Và bản này thì thiết kế là sử dụng là 4 loa. Đây là cái cốp phụ này, không gì anh chị nhé. Đó là về cái trang bị của chiếc Vespa E số tự động. Mà tôi thấy ở đây vừa giới thiệu cho quý anh chị các bạn rồi, rất nhanh gọn vậy thôi. Tắt. Vâng, vừa rồi thì Tuấn cũng đã đi chi tiết về những cái trang bị nội thất ngoại thất của phiên bản E số tự động này. Về cái giá niêm yết là 531 triệu của Toyota Việt Nam đưa ra. Và thông tin tiếp theo rồi muốn chia sẻ cho quý anh chị các bạn đó là về cái chương trình giá lăn bánh đi. Giá lăn bánh của xe tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh nó là bao nhiêu. Ở đây Tuấn sẽ có thông tin với cái tùy chức bạ là đầu tiên, ví dụ như ở Hà Nội là 12% này, ở các tỉnh là 10%. Hoặc phí thứ hai nữa là phí biển số xe. Ở Hà Nội là 20 triệu, còn tại các tỉnh, ví dụ như ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ sẽ là biển số thì chỉ vào rơi khoảng 200 nghìn nếu mà ở huyện thôi. Chứ còn tỉnh, thành phố thì sẽ là 1 triệu. Chi phí thứ ba nữa là phí đường bộ 130 nghìn một tháng. Phí thứ tư là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của dòng xe này sẽ là 480 ngàn. Và tổng thành những cái chi phí trên thì Tuấn thấy ở đây, ví dụ như lăn bánh bản E số tự động này ở Thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ rơi khoảng là 606 triệu, chưa bao gồm khuyến mại. Và ở Hà Nội sẽ là 617 triệu và chưa kèm khuyến mại. Tại các tỉnh ví dụ như Vĩnh Phúc, Phú Thọ nó sẽ rơi vào khoảng là 587 triệu, quý khách hàng lưu ý nhé, chưa bao gồm khuyến mại. Và thông tin tiếp theo luôn, tôi muốn thông báo cho quý vị các bạn về dụ cái thời điểm tháng 8 này thì được hỗ trợ khuyến mại của dòng xe E số tự động này là hỗ trợ 20 triệu lệ phí trước bạ. Và thứ hai nữa là tôi tập về các đại lý cũng sẽ khuyến mại từng ngày, ví dụ ngày quý hệ các vị các bạn liên hệ và đặt xe trực tiếp thì sẽ có cụ thể thì nó khuyến mại đâu đó rơi khoảng 20 triệu tiền mặt nữa, kèm theo những cái phụ kiện lắp đặt trên xe. Đấy là Tuấn sẽ đi thông tin chi tiết như vậy. Còn quý vị các bạn nếu mà cần thêm thông tin có thể để lại comment phía dưới hoặc là gọi điện vào số hotline 0911 419 868. Thì với ví dụ như Tuấn thấy ở đây 617 triệu, trừ đi khô dầu khoảng 40 triệu đi thì lăn bánh tại Hà Nội nó đâu đó rơi còn khoảng là 577 triệu, còn tại Vĩnh Phúc chẳng hạn hay là tại các tỉnh thành phố thì nó rơi vào khoảng là 547 triệu thôi ạ. Đấy là một cái mức giá mà tôi thấy rất khá là hợp lý vào cái thời điểm mà nó cũng đang khó khăn như này, nên mọi người cần thông tin thì có để lại comment phía dưới. Tiếp theo nữa tôi muốn mang tới các thông tin, ví dụ như là thông tin về nếu quý khách hàng cần trả góp đi cái phiên bản E số tự động này thì khi mà mình đăng ký xe tại các tỉnh thì chủ ký các bạn chỉ cần bỏ ra 152 triệu đồng thôi ạ, tức là được vay 80% về giá trị của xe. Và những cái thông tin thủ tục thì nó cũng rất là đơn giản thôi, quý các bạn chỉ cần chụp ảnh những hồ sơ mà có thể là vay thủ tục nhất là nhanh gọn, rơi vào khoảng 2-3 ngày là quý các bạn có thể lấy được xe rồi. Vâng, vừa rồi thì Tuấn cũng đã đi chi tiết về những cái thông tin về chiếc xe VSE số tự động, giá như biết là 531 triệu. Quý các bạn còn cần bất cứ những câu hỏi hay thông tin nào về chiếc xe này thì có thể để lại comment dưới hoặc gọi điện vào số hotline cho xe 365 với số 0911 419 868 ạ. Và rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi cái clip này. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc hiệu quả và lái xe bình an trên mọi cung đường. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở một clip tiếp theo ạ.